đầu trận đấu từ trọng tài. Họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng ngay ở khu giữa sân. Arturo Vidal. Căng bóng vào đi. Có thể tạt bóng. Wow, bàn thắng tuyệt đẹp của Sterling. Một bàn thắng tuyệt vời. Vâng, anh ta đã cố gắng thực hiện pha tạt bóng từ hành lang trái. Pha tạt bóng rất tốt và đã biến thành bàn thắng rồi. Hãy xem lại bàn thắng này. Một pha dứt điểm rất tốt từ cầu thủ tiền đạo. Arturo Vidal. Oh, anh ấy đã sút rất tốt nhưng không trúng mục tiêu. Đây rồi. Cả phá chính xác. Sóng gió tạm thời trôi qua. Thế trận đang xoay chiều. Cơ hội tuyệt vời để phản công. Lucas Vázquez. Kai Walker. Tình huống tấn công rất hay. Lucas Vázquez. Đường chuyền xuất sắc. Đó là một pha biểu diễn đường chuyền đó thật tuyệt vời. Thủ môn đã bắt được bóng. Đây là cơ hội để nhân đôi cách biệt. Oh, thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Mason Mount thật gọn gàng. Và ngăn chặn tuyệt vời. Cầu thủ bên trong đang gọi bóng. Cô bóng vào. Một pha đấm bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Cơ hội là đây. Anthony bật tường. Đó là một pha biểu diễn và đường chuyền đó thật tuyệt vời. Không ai ngăn cản. Không cần phải vội. Anh ấy đã xuất hiện và làm chệch hướng bóng. Calvin Phillips. Có cơ hội ngay bây giờ. Thủ môn đã bắt được bóng. Bóng đang lăn qua đường biên cuối sân. Sẽ không phải góc. Nguy hiểm. Pháo đi. 1-0 là tỷ số. Hiệp hai bắt đầu.
Lucas Vázquez. Tình huống hay. Đó có thể là cơ hội mang đến chiến thắng của trận đấu, nhưng người ta đã rơi vào thế vị rồi. Thật sự mà nói thì... Vâng, tôi nghĩ mình có lẽ sẽ phải xem lại pha bóng đó một lần nữa. Liệu cầu thủ này có thật sự việt vị hay không? Rất nhiều đường chuyền. Đó là một đường chuyền đảo cánh. Đây là lúc để phản công. Lucas Vázquez. Có thể dứt điểm ngay. Kyle Walker. Phối hợp tốt. Anh ta đã thoát xuống rồi. Ồ, như vậy là trọng tài viên đã căng cờ. Tôi cho rằng đội ngũ trọng tài đã đúng trong tình huống này. Họ có khoảng trống ở cánh, đây là cơ hội để họ tấn công. Wayne Rooney mất bóng. Sterling. Với phản xạ kịp thời, trước cú đánh đầu không mấy khó khăn, tình huống nguy hiểm đã bị vô hiệu hóa. Anh ta đã có một quyết định hoàn toàn chính xác trong pha bóng vừa rồi. Daniel Saric việt vị rồi, rất đáng tiếc. Nếu không đó sẽ là một tình huống đe dọa không thể đối phương. Wayne Rooney. Họ nên thử đưa bóng ra cánh nhiều hơn. Rất tốt, một pha đột phá rất tốt. Cần phải kéo giãn hàng phòng ngự đối phương ra trước. Wayne Rooney. Và anh ấy đã bỏ lỡ đó. Tình huống tấn công rất hay. Có thể phản công. Wayne Rooney. Tạt đi. Đã cướp được bóng. Tình huống phản công nguy hiểm. Và dứt điểm không tốt. Đây chính là sức mạnh của sân nhà. Đội chủ sân đang rất biết cách gây áp lực với đối thủ khi mà họ được khán giả cổ vũ nhiệt tình. Chính xác là như vậy, họ đang tiến đến rất gần với chiến thắng, còn các cổ động viên thì vẫn đang reo hò không dứt. Những pha bàn bật khá đẹp mắt. Sút vẫn không có bàn thắng. Vâng, rất đáng tiếc, nhất là khi nó có thể thay đổi hoàn toàn cục diện của trận đấu này. Một mất bóng trong vòng cấm, cản bóng tốt. 3 phút còn lại trong thời gian 9 phút của trận đấu. Nguy hiểm. Sút vào. Anh sẽ không bao giờ tin được là cầu thủ này có thể thực hiện một pha dứt điểm đẹp như vậy đâu anh Tùng à. Không thể tin được, đó là một pha cứa lòng xuất sắc nhất mà tôi từng được chứng kiến. Tỷ số hiện tại là 2-0. Còn tới 3 phút 1 giờ nữa. Mason Mount. Cú sút không trúng đích.